chiếc máy bay Stratoloc có hai thân. Hình dạng của nó giống như một chiếc thủy phi cơ cỡ lớn trên bầu trời. Stratoloc là chiếc máy bay lớn nhất thế giới. Nó có hai thân, nặng 225 tấn với sải cánh có độ dài 117.4 m. Chiếc máy bay này vừa hoàn thành thử nghiệm chạy trên đường băng với vận tốc tiếp đất đạt 74 giờ. Theo Vietnamnet Google, 2 sao.